Các bạn nha, đây là mẫu con nhựa dây dù nha các bạn. Nhựa dù này mình làm hơn 20 cây nha, để mình giao cho câu lạc bộ võ thuật nha. Đây, đây là từng cây nha các bạn, nhựa nó như thế này nè các bạn. Đó, dây rảnh thẳng tắp nha các bạn nha. Đây là cây đã vô dây nè. Đó, đây là logo của mình nè. Đó, mình không có lấy hàng của ai, mình chụp hết nha, mình tự làm nha. Câu lạc bộ võ thuật KT đặt mình đây. Đây là cái lỗ thẳng tắp nha. Đây là đang vô dây nè, bạn thấy không? Đó, có một số cây chưa vô dây nè. Đó, mối dây nó còn nè, thấy không? Đó, đây là đầu côn. Thì ở trên đầu côn mình có bo tròn nha bạn nha. Đây nè. Đó, bo tròn cạnh nha. Đó, bo tròn. Ở đuôi côn mình cũng bo tròn luôn nha bạn, để lỡ khi mà nó bị rớt xuống chân mình đó, nó đỡ bị cấn chảy máu ha. Đây là cái phần đầu côn, đây là tổng thể một cái cây côn này. Còn ở đây là đang vô dây, đó, vô dây, đó, còn mai là chắc chắn các bạn cứ yên tâm nha. Vô dây, này. Shop của mình con nhựa nha bạn nha, không phải con cao su nha, nhựa đặc dây dù nha, con nhựa đặc dây dù dùng để tập luyện rơi rớt thoải mái vô tư. Đây, một cây mới vô dây. Đây là phần đầu côn nè, ở bo tròn nè các bạn thấy không, ở đuôi côn cũng bo tròn nha các bạn. Bo tròn như thế, lỡ mà nó rớt vô chân mình đó thì nó hạn chế chấn thương ha. Còn ở trên cái đầu côn này mình bo tròn cái cạnh nè, để khi mà mình lăn lên tay đỡ cấn các bạn. Đây là cái rảnh dây dù nè, đó. Sắc nét như thế. Đây là logo shop mình đây. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ kênh lớp tên shop của mình nha.